Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn miễn giảm và gia hạn tiền thuế như là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho người dân và doanh nghiệp sau lũ. Công văn nêu rõ doanh nghiệp chịu ảnh hưởng thiên tai được gia hạn từ 1 tới 2 năm. Tiền nộp thuế tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão. Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu thuế địa phương hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chính sách gia hạn và miễn giảm thuế.